mẫu xe mới nhất của nhà DT Vlive và chắc chắn nó sẽ lại làm mưa làm gió trên thị trường xe đạp trong thời gian sắp tới. Vì thực sự với anh em giá chưa đến 7 củ nhưng lại được nâng cấp và cải tiến rất nhiều. Và cái điểm mà anh em dễ nhìn thấy nhất đó chính là được trang bị ghi đông vô tăng nhôm bản Z. Toàn bộ dây đều được đi âm trong ghi đông và vô tăng. Đây chính là điều khác biệt mà tất cả những con trong phân khúc chưa làm được. Và bây giờ thì hãy cùng HT3 review DT Vlive SL80 anh em nhá. Và cái điểm đầu tiên mà mình muốn review cho anh em đó chính là thiết kế của xe. Thì xe được trang bị là khung nhôm không bối hàn. Và màu sơn của nó thì wow, quá đẹp. Màu sơn của DT Fly thì luôn luôn được làm rất cẩn thận. Màu sơn nhám có phủ nhũ ánh kim. Tuy nhiên cái điểm mình muốn nhấn mạnh nhất thì không phải nằm ở thiết kế và màu sơn của xe, mà chính là được trang bị ghi đông pô tăng nhôm bản dẹt. Toàn bộ dây đều được đi âm trong ghi đông và pô tăng. Đây chính là cái điểm khác biệt lớn nhất mà tất cả những con trong phân khúc chưa làm được. Và cái điểm thứ hai cũng chính là cái điểm quan trọng nhất của mỗi con xe, đó chính là bộ chuyển động. Thì bộ chuyển động thực sự là điểm mạnh của con xe này. Khi được trang bị bộ chuyển động của Sensa Reflex, hai tầng đĩa, 8 tầng lip, cả gạt đĩa và gạt lip đều của Sensa Reflex, đùi đĩa là đùi đĩa nhôm của Pro Heal. Và điểm ấn tượng nhất đây, đó chính là được trang bị tay để lắc double tap các bạn nhé. Tay để lắc double tap cực kỳ mượt của Sensa Reflex. Và với những anh em dùng bộ chuyển động của Sensa R7 trên Satabo Avacan rồi thì anh em hiểu là nó mượt như thế nào, bền như thế nào và uy tín như thế nào rồi đúng không ạ? Nhưng đây, Sensa Reflex nó còn cao cấp hơn, xịn hơn của Sensa R7. Nói chung, bộ chuyển động là điểm mạnh của con xe này. Và tiếp theo là đến thông số vành lốp thì sẽ được trang bị cặp vành trước và sau đều là vành nhôm hai lớp bản cao 4 phân và lốp là lốp của CST 700x28C và cối của con này nó có nổ nhẹ các bạn nhá. Cối có nổ nhẹ. Còn về hệ thống an toàn thì sao? Xe được trang bị cụm phanh đĩa cơ cả trước cả sau nên anh em yên tâm là cực kỳ an toàn. Và còn một vài điểm nữa mà mình muốn review thêm cho anh em là trục sau và trục trước đều là trục rỗng hỗ trợ tháo lắp nhanh, cọc yên nhôm. Nói chung là quá ngon, quá đẹp trong phân khúc rồi. Và chốt lại thì hai cái điểm mạnh lớn nhất của con xe này đó chính là được trang bị bộ chuyển động của Sensa Reflex cực kỳ mượt. Và cái thứ hai nữa là toàn bộ dây phanh và dây đề đều được đi âm trong ghi đông, âm trong cua tăng và âm trong khung hết các bạn nhá. Và cuối cùng thì mình dám khẳng định với anh em luôn là trong phân khúc dưới 7 củ thì anh em rất khó tìm được một con cấu hình và thiết kế đẹp hơn con này. Và nếu anh em có nhu cầu, ủng hộ HT Bài nhá. HT Bài chọn đúng, không sai.